Mục số 3, đặc điểm người Việt Nam, đặc điểm lao động Việt Nam. Cho nên khi tôi giảng giao tiếp, tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng các bạn nhận thức được thì tôi mới tung kỹ năng. Cho nên người Việt Nam, công ty Đu Sản, hai công ty Thụy Sĩ và Thụy Điển, nó mời tôi biết rồi. Tôi mời về bọn này về mặt trình độ nó cần quái thì mời mình. Nhưng hóa ra nó cần lắm cái gì à? Nó cần ở chỗ này. Các bạn là người Việt với nhau, các bạn thấy nó bình thường à? Người ta sử dụng người Việt mà người ta sử dụng kiểu gì cũng không được, vì họ không hiểu văn hóa người Việt. Và với văn hóa này có dạy nữa mà các bạn không thay đổi thì toàn bộ cũng bằng không. Cho nên đành phải để thực tiễn nó tát vào mặt thì các bạn mới thay đổi. Tôi hy vọng các bạn bỏ dần. Và đây là nghiên cứu của thằng Mỹ suốt từ năm 72 bằng toán định lượng chạy pha pha pha. Thì đặc điểm người Việt có những đặc điểm đối lập sau đây, và nó nằm trong cơ thể các bạn. Trước khi mà các bạn làm việc ở đâu đó, loại dần, núp dưới bộ com lê là một thằng cha Khổng Tử không chấp nhận được. Đặc điểm số 1, rất cần cù. Cho nên là dân tộc rất tự hào cái này. Nhưng nó lại tệ ở chỗ này, đó là dễ thỏa mãn, tức thế chứ gì. Cái gì à? Và tôi lại đụng đến cái ông Hạnh. Vì anh ấy không thỏa mãn cho nên anh ấy làm được việc lớn ấy. Còn sinh viên thì hòe nó vào được trường đại học là 2 năm đầu không học bên nào. Tự cho mình cái quyền thì hòe mày bố mày đỗ đại học. Cả làng nó có đứa hơn bỏ. Xin lỗi các bạn nói thế xúc phạm bỏ. Nhìn cái mặt láo như danh đến năm thứ tư đạp ga được mấy chữ. Xong kêu thì mẹ chuyên ngành của em hot, ta đập vào cái mỏ mày ấy. Khi mà nó FTA về lao động, nó cho mày đi xuống lau bồn cầu. Vẫn không hiểu. Cho nên là mẹ nhìn cái mặt là láo. Nhưng mà cái người Việt ấy, vào được công ty là không học nữa. À bố mày ấm rồi, nhất là công ty nhà nước thì vẽ được 5 triệu tiền lương là thôi không học không ngành. Vì vào nhà nước là tao thề chúng mày không đuổi được tao. Ê, đuổi tao tao mét công đoàn. Công đoàn là tổ chức biển bảo vệ quyền lợi của cán bộ công nhân viên. Ê, mẹ kiếp. Nó thỏa mãn đến bệnh hoạn. Còn mấy cái bên là công ty lớn lương được độ 50 triệu. Mặt cứ vênh ngược. Thế tôi hỏi tại sao các bạn không đặt mục tiêu gấp đôi 50 triệu. Tự nhiên hành vi mình khác à? Sau khi đạt gấp đôi, tại sao các bạn không đặt mục tiêu thêm số 0 nữa? Và đó là tôi. Và nếu anh Hạnh anh dừng lại thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không khá được, chả chết. Nhưng không bao giờ mà các bạn có thể làm lớn được. Cho nên người Việt Nam tức nhất chỗ này. Đặc điểm thứ hai. Cho nên em bán hàng là nhất công ty này. Tao muốn mày nhất cái Thái Nguyên. Nhất Thái Nguyên sao tao bắt mày nhất quốc gia cơ. Chưa đâu và đâu đã thỏa mãn. Nhưng mà cái đặc tính văn hóa đó. Đặc tính thứ hai. Rất thông minh. Chúng ta không ngộ nhận. Mà thế giới phải thừa nhận. Rất thông minh. Nhưng lại khốn nạn cho nên này. Lại dùng thông minh để đối phó. Chứ không dùng thông minh để sáng tạo. Mẹ tức thế chứ đi. Toán nhất toán. Lý nhất lý. Mẹ bộ huy chương hóa học. Thế giới lượm sạch. Mẹ đi xa nước ngoài nhìn cái bên Malai, Thái Lan đen thủi lùi gần xích đạo làm sao mà sáng sủa và thông minh bằng người Việt được. Nhưng thà đừng thông minh còn hơn. Vì nó dồn toàn bộ 80% thông minh để chống lại quy định của công ty. Ra ngoài đường chống lại luật giao thông, lách luật loại cực siêu vì nó thông minh lắm. Mẹ chịu không nổi. Đặc điểm số 3, rất khéo léo. Cái gì cũng khéo từ lỗ mồm. Nhưng chỉ nửa vời. Những đặc điểm này nó còn thì toàn bộ giảng dạy bằng không. Nó không hiện đại và các bạn còn chết. Đặc sản của người Việt Nam là nói chung là giống cái thằng đấy trả lời ấy, đại khái là. Nói chung là cái gì cũng tốt anh. Cái gì cũng tốt.
Thế mẹ tôi cứ hỏi con giám đốc nhân sự công ty nào vậy. Cảm ơn thầy hỏi thăm. Lính em nói chung là tốt thầy. Nói chung là tốt. Các em nó trẻ, kiến thức nói chung là nóng. Các em nói chung là nhiệt tình thầy. Các em nói chung là tốt. Nói chung là tốt. Nói chung là tốt. Mấy em mới nói riêng là nói riêng không biết. Đập bỏ ấy, em mới nói chung mới riêng gì đấy. Hả? Bây giờ tôi sẽ chứng minh ngay cho các chị coi về cái văn hóa ấy không thể khá được. Thì mình phải loại rồi mình mới học kỹ năng chứ. Còn áo xanh, thằng bạn trai có tốt không? Nói chung là tốt thầy. Nói chung là tốt thầy. Nói chung là anh được thầy. Nói chung là hình thức được là nói chung được. Đấy lại nói chung là được cái đó mà cái kìa. Hả? Cái xe máy quan trọng nhất cái gì? Đó đích cần cái gì tốt xấu. Nhưng cái gì tốt là phải tốt. Cái xe máy quan trọng nhất cái gì? Hả? Xe máy, xe máy. Động cơ đúng mẹ rồi. Thế còn trong động cơ quan trọng nhất cái gì? Uzi. Và là nó đầu chính là xe máy. Vậy thì nó quan trọng nhất cái gì? Uzi. Thế kiểm tra chưa? Có đi kiểm tra? Có. Đi dùng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp? Cả hai luôn. Đã biết trực tiếp là gì đâu mà nói. Trực tiếp là làm luôn, mà gián tiếp là nhờ qua mạng. Nhờ làm cả hai luôn. Vớ vẩn. Thế còn chị áo vàng, chị cười cái gì từ nãy? Cái xe ở nhà có tốt không? Chị có gia đình rồi vậy? Tốt không? Có hài lòng không? Thỉnh thoảng không hài lòng. Đấy là trách nhiệm rất là lỗi của tổng giám đốc. Thế tại sao lại không xin quyền trợ giúp? Trường hợp nào không hài lòng? Ví dụ không nổ máy được à? Lớp này nhiều dâm tặc quá. Không, bây giờ cho tôi là hội viên Hội Tâm lý Việt Nam ấy. Em cho tôi một thông số tôi tư vấn nhỉ. 60% bỏ nhau vì chuyện tình dục đấy, số liệu mới nhất của toàn thế giới, chứ không phải là cái chuyện đùa được đâu. Cho nên ra tòa toàn nói em bỏ anh ấy vì em không hợp. Không hợp cái gì? Dạ, không hợp. Hợp cái gì? Dạ, không hợp. Cho tôi một thông số tôi tư vấn nha. Chịu không? Sẵn lòng. Ok. Mấy phút? Mấy phút? Tùy theo tôi công nhận. Nhưng maximum đã từng ấy, cao nhất ấy. Nhiều. Khoảng là 15, 30 phút hay 1 tiếng ấy, đại khái thế. Khoảng 15 phút. 15 phút gồm 4 công đoạn. Khởi động, tổ chức các phần. Tóc, rồi về đích. 15 phút có 4 giai đoạn, riêng khởi động 14 phút dưới. Thế thì không hài lòng rồi đúng. Trong 15 phút thì về hết bao nhiêu phút? Khoảng bao nhiêu phút? 3 phút. Về lấy mà 3 phút thì chỉ có trâu thôi. Cái chị áo rồi bàn dưới kia nói 30 giây là đúng rồi. Mà 3 phút thì có trâu. Nói làm nhà cái này không phải ghi em ơi. Và nó xanh nó không ghi hoài nó ghi. Tôi cần các bạn giữ lại cái cần cù. Tôi cần các bạn giữ lại cái thông minh. Tôi cần các bạn giữ lại cái khéo léo. Các bạn vứt mẹ cho cái này. Khi bạn vứt từ dưới đầu thì đời bạn thành công cái đó. Khỏi cần cái này. Không thể khá lên được. Mà thanh niên thời đại mới được ban tổng giám đốc triệu tập cho đi học. Kiến thức này bạn không có được đâu. Tôi nói tới đầu bạn giật mình tới đó. Vì nó là người ta nghiên cứu rồi.
Chạy rõ rồi, bạn đừng cãi nữa. Đặc điểm tiếp theo. Đặc điểm tiếp theo, nhân sự của công ty này, nó mang trong người nó cái đặc điểm khó thế chứ nhỉ. Bảo nó là tí nữa dạy bán hàng. Thôi em chả cần, mày không bán hàng đâu mẹ, mày không lên được trưởng phòng, mày không lập được công ty riêng này. Em chả cần. Nó dễ thỏa mãn thế thì thua. Dạy xong cái nói thôi, nói chung là những cái thầy dạy em cũng biết, nói chung em cũng biết. Mẹ mà nói riêng thì nói riêng. Tức nhất cái nhân sự Việt là chứ. Đặc điểm tiếp theo, các bạn ạ, rất thích tụ tập. Hơi một tí là nhậu, hơi một tí là nhậu. Đặc sản là hội lớp. Nhậu hết hẹ rồi bắt đầu sinh nhật bác cũng nhậu. Xong hết cả ngày rồi bây giờ thôi nội bác cũng nhậu. Láo tí. Rất thích tụ tập mà không liên kết. Tức là khả năng hợp tác cực kém. Và thế là các công ty Thái Lan nó hợp tác, nó móc với nhau, nó liếm sạch thị trường bán lẻ Việt Nam. Và cái khốn nạn nhất của nghề bán hàng chính là con bán hàng nọ giết con bán hàng kia. Không hợp tác. Thì kỹ năng cái mẹ gì? Trước khi giảng kỹ năng tôi phải cho các anh chị hiểu. Và trong văn hóa công ty, mày mà có cái tật người ta đuổi mày lên, thì lúc đó nó mới yểm trợ được những con bán hàng giỏi. Các bạn ạ. Và tôi bảo anh Hạnh xin phép cho tôi chạy cái nhận thức, chứ còn để tôi chạy kỹ năng nó dễ lắm. Nào, tiếp theo. Đặc điểm tiếp theo, một cái người Việt Nam lạ lùng lắm, rất sỏi lời. Tôi gặp mà một tuần mới có một tuần gặp nhau, thế mà nhảy cẫng để ôm chầm lấy đầu. Mẹ cứ như là 40 năm chưa gặp. Mời chào mẹ gấp bạc. Tí quên mẹ tên, không biết thằng hay thằng nào. Hời hợt từ cuống họng trở ra, từ cuống họng trở vào tim không hề. Rất ẩu chút đó. Làm marketing cũng vậy. Cái mẹ mày sĩ miễn sao bán được hàng là được. Trong khi đó cái quan trọng nhất không phải bán được hàng, mà quan trọng nhất là giữ. Không ai người ta gọi bây giờ là đội bán hàng cả. Đây là đội tư vấn trong bán hàng hiện đại. Cho nên là phải coi thằng khách y như thằng anh ruột ấy. Nó định mua cái thuốc này, ơi không được nha, không được nha. Cái thuốc này tuyệt vời nhưng nó không phù hợp với cái vật nuôi của anh. Đúng sáng ngày mốt bảo thằng đệ đến đây, em bán chưa? Cho nên bán hàng bây giờ là tôi cần không bán được hàng. Các anh chị ạ, mà tôi cần khách nó quay lại với tôi như thằng anh ruột. Đó là nhiệm vụ tột cùng của con bán hàng và của bộ phận kinh doanh. Không làm được tôi đuổi mẹ đi, nếu tôi có quyền. Nhận thức thì không xong mà cứ đòi kỹ năng cái gì. Cho nên đội của nó đội tư vấn chứ không phải đội bán. Tư vấn nghĩa là gì? Tư vấn đừng mua anh ơi. Các anh chị ạ, còn không là lụn bại chứ không phải chuyện chơi. Thì rất lòi sỏi nhưng lại không bền. Các bạn ạ, không bền. Đấy cái đặc điểm văn hóa nó thế. Thế cứ chán. Rất đoàn kết. Đặc điểm tiếp theo, rất đoàn kết. Nhưng chỉ xuất hiện trong khó khăn thôi. Úi dồi ôi, ai mà bị tai nạn xe, bị chồng nó uýnh, úi dồi ôi, đồng đội xuống vào, cảm động rớt nước mắt. Nhưng nếu mà lúc thuận lợi thì lập tức thay thế đoàn kết bằng sự đố kỵ. Mẹ cái thói ga tô nó kinh lắm. Còn các bạn trẻ trong lớp này thì chưa thấy cái độ khốc liệt của nó. Tôi làm thầy tôi giảng ngu. Úi dồi các thầy xuống vào động viên thì thương hại, thông cảm. Mẹ tôi chỉ cần giảng xuất sắc một cái thôi, lên mạng ném đá tôi như mặt giặc. Cái văn hóa Việt Nam. Và cứ mỗi một thành công thì thêm một kẻ thù. Sự bình thản của ông Hạnh này tôi nhìn thấy. Tôi khẳng định ở trong lòng không phải như vậy. Suốt ngày là ghen tị ở bên ngoài, đủ mọi trò. Cái văn hóa Việt là thế. Cho nên là nếu bạn không bỏ được những cái mặt phải, tức là những cái dòng bên tay phải, tôi khẳng định các bạn chết.
Và tôi chắc chắn với các bạn rằng từ ông lớn đến ông nhỏ trong hội trường này, Lê Thẩm Dương không dính một tí nào ở những cái bên phải cả. Đầy tham vọng. Tôi không quan tâm tới việc ai nói tôi cái gì, vì tôi dùng thông minh để tôi tạo ra của cải và tăng tri thức. Tôi dùng độ khéo léo, tôi là chuyên gia cụ thể là, chứ không có nửa vời là. Các bạn ạ. Và tôi không làm được thì tôi vứt mẹ tôi đi, ông không có quyền nói. Nhưng các bạn cho tôi nói vì tôi làm được. Vậy thì dạy bán hàng có ý nghĩa gì nhỉ? Nếu như tao đích cần học, tao chỉ cần thế thôi. Cái gì ạ? Dạy bán hàng để làm gì? Để mà bền, chứ đừng có lời sởi mà không bền. Đấy các bạn ạ. Thì đấy chưa? Và như vậy về nhận thức, tôi muốn tóm tắt lại với các bạn rằng, đúng chưa nào? Cái bối cảnh nó bắt các bạn ba điều. Các bạn ạ. Và người lao động Việt Nam lại càng khó làm, vì nó thâm căn cố đế ở trong đầu các bạn ấy. Các bạn tưởng các bạn đang tự hào à? Tôi nhìn tôi mắc cười lắm. Và đừng tự hào nữa nhá. Và bây giờ trước khi giờ giải lao, vì tôi sẽ quần các anh chị đến 12 giờ ấy. Và trước khi giải lao thì đây là kiến thức cuối cùng làm nền. Sau đó mình quay sang một cái vấn đề rất không lớn mà lại rất cụ thể. Phần số 4. Phân loại nhân sự. Tôi nói cái này để làm gì? Tôi nói cái này để làm thế này này. Bạn học xong, bạn kinh doanh, bạn làm tốt. Tốt thì tốt. Em đích làm tốt, không làm tốt thì thôi. Điều thứ hai, tôi cho các bạn biết trên đất Thái Nguyên này, không có ai chết đói, Việt Nam cũng vậy. Có ai chết đói đâu. Nhưng mà chất lượng sống thì khác nhau lắm đấy. Mày đang sống với tư cách là phần người hay phần con nhỉ? Cho nên là phần cuối cùng tôi muốn nói để thuyết phục các bạn. Nếu các bạn không thiện chí, nếu các bạn không chịu đẩy năng lực mình lên, thì các bạn sẽ thua thẳng cẳng. Thua trong cái nghĩa em không chết, nhưng hình như mày là con gì á. Thì xã hội trong quản trị học hiện đại, nó phân con người trong cái hội trường này làm 4 loại như sau. Tôi hy vọng các bạn đừng để rơi vào những nhóm tệ hại cả. Đấy. Chỉ có một cách, đằng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động. Vậy thì một kẻ trong lớp này, bất kể chức vụ và tuổi đời, một, hai, nó có hai đặc điểm thôi, gọi là sơ đồ ma trận nhân sự. Ở với năm ngang, đó là năng lực. Mày có năng lực không ta? Năng lực bằng không. Năng lực maximum. Năng lực là phạm trù thái độ. Thái độ ở đây là phẩm chất cá nhân đấy. Là kỹ năng. Mẹ có thằng mặt đeo kính thì dày cộp nhưng có làm được gì đâu. Mà kiến thức đầy mình, có thằng làm được mà đấy biết tại sao. Ai khổ thế. Đây là kiến thức. Như vậy một kẻ nào đó hoặc là có năng lực. Mày có năng lực như ở cái đất Thái Nguyên này, cái đống thì mẹ tao không thuê mày, tao thuê thằng khác. Tôi đố ông thuê ai? Vì tôi là hàng hiếm. Thì nó này nó liên quan tới độ hiếm. Như vậy bất kể ai trong cái hội trường này sẽ có 4 loại người sau đây. Loại số 1, loại số 2. Cho nên tí nữa học bán hàng hay là sau này học cái thứ, khôn ngoan cố mà cắm đầu vào. Nếu không thì mày hình hài là người, nhưng mày sống không bằng con chó đâu. Tôi nói thiệt. Ngồi đi mà tinh tướng. Vậy thì đấy là loại. Và bây giờ loại cuối cùng, loại 4. Các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta nhìn này. Từ đây trở lên, từ đây trở lên, từ đây trở lên. Hiếm. Mẹ thằng này hiếm lắm. Hiếm ở kiến thức, hoặc hiếm ở kỹ năng, hoặc hiếm ở thái độ. Đứng về năng lực, từ đây đến đây, ui, mẹ hiếm mà không có năng lực. Cuối cuộc chơi và tại thời điểm này, bạn sẽ rơi vào một trong những 4 thằng này, không thể có dạng thứ 5. Loại 2, ô hiếm, thì nó nằm ở cái ô này. Hiếm mà lại có năng lực.
Ồ, mẹ đất Thái Nguyên mà có được em thế này nhé. Tôi thấy ít quá nhỉ. Mày còn không học, còn không vận dụng thì đời mày mãi không vào được đây đâu. Và bây giờ nhóm ba là gì? Ồ, nhìn vào đây nhé, nhìn vào đây, không hiếm, không hiếm mà lại có năng lực, đúng chưa? Ồ, loại bốn là loại đây, không hiếm mà lại không có năng lực đó. Mà năng lực là ba thành tố nào. Lao động đầu tiên nhóm một, hiếm 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 hiếm, thì bạn tưởng tượng trong gia đình đây là con ô sin, ít người chấp nhận làm cái nghề này lắm, cho nên nó hiếm lắm. Ở Mỹ, ở Xanh, ở Pháp lại càng hiếm nữa. Hiếm nhưng mà năng lực không có, lau bồn cầu không mà. Ở công ty đấy là mấy bạn quét, quét vệ sinh. Đừng tự ái, cả đời mày không học, hoặc là học vênh váo thì sẽ chui vào nhóm một thôi. Nhưng cái nhóm này quan trọng lắm, cho nên thái độ của nhà quản trị với cái nhóm này, vì nó hiếm. Tết vừa rồi mà con ô xin nó bỏ về thì bỏ mẹ. Và con ô xin trong chừng mực nào đó quan trọng hơn con vợ. Cái công ty này mà cái đám lau bồn cầu mà nó về thì mẹ phân nó chạy vào tận phòng giám đốc đấy. Rất hiếm mà lao động lại không có năng lực, nhưng mà lại rất hiếm mà công ty không có, mày chết mẹ mày. Thì thái độ quản trị loại này nó gọi là lao động hợp tác. Nhà quản trị nó cứ ngọt nhạt, mày thích gì nó chiều đó. Nhưng trong mắt họ, mày hình hài con người nhưng mà chưa chắc ta đã quan niệm là con người đâu. Các bạn ạ, cầm bằng cử nhân, cầm bằng tiến sĩ ở Mỹ chẳng hạn, rồi cũng chui vào nhóm này thôi. Nếu mà còn cái thái độ vênh váo ấy, nó vẫn không hiểu các anh chị ạ. Nhất là dân kỹ thuật lại càng dễ chết. Loại hai, rất hiếm mà lại có năng lực. Hiếm ở một trong ba cái này hoặc cả ba. Thì lao động này nó gọi đây chính là thằng sếp đấy. Người ta có tên gọi là lao động hợp tác. Xin lỗi, ở đây là lao động cốt lõi. Người ta còn gọi đây là lao động chiến lược. Lao động này nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng để dẫn công ty đi đúng hướng. Và lao động này nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng để dẫn công ty đi đúng hướng. Và lao động này chị, người ta dùng phương pháp cam kết. Bạn là một chàng trai 30 tuổi, nếu bạn chứng minh được sự trung thành, chứng minh được động cơ đàng hoàng và bạn giỏi, thì bạn sẽ được hưởng một cơ chế quản trị không giao công việc cụ thể. Tao giao cho mày một phần việc, xong mày đi làm thì đi, không đi thì ở nhà. Mày làm buổi tối hay ban ngày kệ mày, à mày, tao không bắt mày bấm vân tay nữa. Vì mày là đồ hiếm ấy. Và các bạn yên tâm, loại người này bạn thả nó ra, nó không lạm dụng bạn đâu. Và loại cán bộ như Lê Thẩm Dương mà cái thằng quản trị mà bắt tôi vào công ty bấm vân tay thì thằng này non tay lắm. Mày hàng tao mà mày kiểm soát bấm vân tay à? Hả? Biết người biết ta tí nha. Loại này các anh chị yêu cầu công ty làm 8 tiếng, tôi cá với bạn, không bao giờ nó làm dưới 14 tiếng. Đừng có xúc phạm người ta. Bây giờ tiếp theo, loại thứ ba. Loại này không hiếm nhưng mà rất giỏi. Ví dụ nha, ví dụ tiến sĩ mà mất dạy. Loại này cực nhiều. Công ty có dùng không? Tất cả của cải của công ty này làm ra trông chờ chủ yếu vào cái lũ này. Và lũ này nó gọi là lao động năng suất. Cái anh nhóm 2 là để dẫn công ty đi, còn thằng này để tạo ra của cải, còn con ô xin lo hậu phương. Wow, công ty thiếu một trong bốn loại này là chết. Còn từng cá nhân mày chui vào loại nào thì tùy mày. Tóm lại thế.
Loại này nó còn gọi là lao động bóc lột. Và sinh viên 4 năm học bổng cả 4, đầy thao vát, nhưng mà mất dạy, công ty nó nhận ngay. Nó chào, nó hỏi, nhưng mà nó sẽ giao việc cho chú bằng bảng mô tả công việc. Mày làm xong tới đâu thì mày lĩnh lương tới đó. Mày chửi bới ban giám đốc, tao chấp nhận, tao chả quan tâm. Nhưng cả đời bạn không ngóc đầu được, vì bạn có tử tế gì với công ty người ta đâu. Và nhà quản trị người ta không nói đâu, nhưng người ta rất cần mày. Vì lao động này thuộc nhóm tao sẽ lột mày đến tận cùng. Cho nên nhiều ông danh con, mẹ em làm tốt thế mà chả được đề bạt. Tự nhiên đề bạt cái thằng trung cấp. Trung cấp mà nó luyện qua thực tiễn thì bắt đầu nó có năng lực. Nhưng quan trọng nhất, trung cấp nhưng đồ hiếm. Cho nên bạn đừng thắc mắc cái mặt bạn cả đời không ngóc lên được đâu, nếu còn cái nét mất dạy. Wow. Bây giờ tiếp theo, loại cuối cùng. Wow. Không hiếm mà lại không có năng lực. Bạn tưởng tượng cái đám này là cái đám mà đứng ở cửa giảng võ, lao động cửu vạn, không bao giờ người ta nhận vào công ty, nhưng người lại rất cần. Người ta gọi đây là cái nhóm làm thuê. Cần khuân cái bàn này từ đây sang cái phòng bên kia, ra kia, ê vào khuân mày, khuân xong trả tiền, ê biến ra. Và đời các chú thanh niên ở trong hội trường này, từ nay đến cuối đời chỉ có thể rơi vào một trong bốn vùng này thôi. Và chỉ có một con đường duy nhất, chui vào nhóm 2 thì đời mày mới ngóc lên được thôi con ạ. Wow, áo xanh ơi, thằng bạn trai hiện tại đang ở nhóm nào? Tôi hỏi xem em có hiểu bài không thôi, chứ không phải tôi tò mò đâu. Nhóm 3. Nhóm 3 giỏi không? Chú ấy giỏi không? À, giỏi mà mất dạy. Thế sao mất dạy mà lại yêu này sao thế? Vậy hỡi các bạn gái đã lấy chồng phải lấy nhóm ấy. Nhóm 2. Nhóm 2. Trong áo đỏ có nhóm 2 không? Nhóm 2. Tôi không tin. Vì những thằng nhóm 2 rất giỏi và lại có độ hiếm. Những thằng nhóm 2 không bao giờ lấy mẫu người như áo đỏ. Mà đã lấy áo đỏ thì chắc chắn không phải nhóm 2. Lừa cả thầy. Hả? Thằng kia mày quay miết đi. Không quay nữa. Hả? Ờ, để máy xuống. Tập trung nghe đi. Và mày cho tao biết mày đang ở nhóm mấy. Hả? Nhận diện chính xác xem này. Thằng trẻ nít cũng phải xếp. Mẹ kiếp bằng ngân này tuổi chưa nuôi được mẹ, con kêu gì làm. Nhóm mấy? Từ sáng đến giờ tôi hỏi không mẹ thằng nào nói chính xác. Lần đầu tiên thằng này nói chính xác. Hả? Và kết quả toàn tiến sĩ mà có vợ có con rồi, mà con vợ đó rõ ràng con vợ đó nhóm 1. Xin lỗi, rõ ràng con vợ đó nhóm 2. Con vợ tuyệt vời. Các bạn à, hai đứa con tuyệt vời, thế mà bỏ mẹ vợ đi để lấy cái con nhóm 4. Vì đặc điểm của nhân sự nhóm 4 nếu là đàn ông cực kỳ to cao đẹp trai. Bởi vì cái não nó bằng đất. Nó có nghĩ gì đâu. Đặc điểm của nhóm 4 là gái rất đẹp, mẹ chân dài. Cho nên loại này nếu cần ấy, thì tôi hy vọng các bạn thuê về thôi. Nha. Xong rồi cho nó biến đi. Nha. Đây mới là vợ này. Nhưng mà khổ mẹ cái nhóm này thường nó lại không đẹp. Thế chứ nè. Ok. Chả nhé tôi lại chọc ghẹo anh Hạnh. Bà xã nhóm mấy ta? Thì kệ nó, mình giám đốc mình hòa đồng với gương mẫu cho các em nó tí.
Theo anh bà xã anh nhóm mấy ta? Chú ý bà xã anh rất đẹp. Mày chết. À, chân không dài, đúng rồi, thế là nhóm 2 rồi. Và nếu anh Hạnh mà bỏ chị này, tôi không hề xa già, ngu nhất trong người ngu nếu xảy ra tình huống. Vì gia đình hiện nay nó để trọng số 2 trong 4 biến của cuộc đời. Anh chị anh nghe thôi. Cho nên vợ lừng lững như vậy, hai đứa con đẹp như mơ như vậy, bỏ mẹ đi lấy cái con tào lao, thế có chán không? Chỉ vì cái đẹp, vì đàn ông nó yếu nhất cái mắt. Thấy đẹp là nhào vô, mà cái con đẹp thì hàm lượng yêu tinh bao giờ cũng cao. Còn cái con xấu yêu tinh thấp lắm. Vì có thằng nào mò tới đâu mà yêu tinh. Hả? Và kết quả nó đưa đến, anh quay camera để anh khách quan với các em thì anh thích lấy vợ đẹp hay vợ xấu. Vợ số 2. Nhưng mà anh lưu ý là nó không đẹp đâu. À, và đời chết hết đàn bà còn có 2 con. Một con hoa hậu mà mất dạy, với một con thi nở mà tứ đức tuyệt vời. Thì anh nên chọn đứa nào? Hết đàn bà còn 2 đứa thôi. Thi nở. Thi nở mỗi lần mà hôn nó phải lấy báo nhân dân đậy mặt lại. Ôi mẹ cái mỏ đó thì tại sao anh lại chấp nhận khổ cả đời vậy? Tóm lại quan điểm của anh là ăn chung một con gà tơ hay nên ăn riêng một con gà già? Ăn riêng gà già đúng không ạ? Làm miếng gà tơ xong đi tù còn sướng hơn là ăn cả đời gà già chứ. Khó nhỉ. Anh thích lấy vợ khôn hay vợ ngu? Ngu đúng rồi. Mà ngu là mình áp đặt được lối chơi. Người đàn ông thì lại Việt Nam thì lại gia trưởng, áp đặt được gia trưởng, cặp bồ thoải mái vì nó ngu đấy biết. Nhưng khi anh đi học thế này, ở nhà, nó ở nhà một mình, thằng hàng xóm sang chơi, thế là nó ngu luôn. Ừ, mẹ thế mới đau. Mà lấy con vợ khôn, nó giúp đỡ mình, chia sẻ mình, có người hiểu mình sướng vô cùng. Nhưng vì nó thông minh, cho nên khi mà lên cơn phản bội, thì thằng đầu tiên là nó phản bội mình. Tóm lại, nên lấy vợ khôn hay vợ ngu. Cho nên phải kinh tế tri thức, tức là phải nghĩ liên tục liên tục. Có hiểu không? Bây giờ cho anh lấy đáp số lại. Khôn hay ngu? À, con ngu. Những người như anh thì tốt nhất là lấy cái con bị bệnh đau á. À. Bố mẹ cho nó ngu toàn diện luôn. Chấm hết phần nhận thức. Đúng chưa? Bằng mọi giá các bạn phải phấn đấu vào nhóm 2. Và nếu bạn nào mà rất giỏi mà không được sử dụng thì cũng hiểu cho mình đang ở nhóm 3. Mình còn mất dạy lắm. Tử tế đi. Mất dạy hay không là ở động cơ mày làm gì cho công ty này. Vào là chỉ tiền thôi, cần là bán đứng công ty. Mẹ láo như danh. Thái độ, tức là độ hiếm đấy. Đó là sự chăm chỉ. Bạn cứ chăm đấy. Độ hiếm, đó là ý chí. Lì lợm, bằng mọi giá bán được lô hàng ấy. Các bạn ạ, à, độ hiếm, đó là sự trung thành. Độ hiếm, đó là sự trung thực. Độ hiếm, đó là kỹ năng tương tác. Chả có cái gì, có mỗi cái bằng rất giỏi. Thì đời mày chỉ có mặt thôi con ạ. Đấy, thấy chưa? Và tất cả các bạn phải tự xếp hiện nay mình ở nhóm nào, không cần nói cho ai. Nhưng mà xếp xong mới thấy kinh hoàng lắm. Đúng không? Và sẽ kết thúc sau câu hỏi. Áo xanh xếp mình nhóm ấy. Cho anh em nó hiểu hết đi. Rồi giải lao. Còn tiếng còn lại tôi sẽ quất trời, yên tâm. Nhóm nào?